trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện.
xa tôi. Bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha. Vào những ngày đầu tháng 9 năm 2021, cùng với các cấp, các ngành, đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Giao Yến đang ra sức thi đua lao động sản xuất để lập nhiều thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc. Bằng những việc làm và hành động cụ thể, vào những ngày này, cán bộ và nhân dân xã nhà đang tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, cán bộ và nhân dân xã nhà đang tổ chức chăm bón phòng trừ sâu bệnh cho vụ lúa mùa năm 2021, quyết tâm giành vụ mùa thắng lợi, không ngừng xây dựng đảng bộ, chính quyền quê hương Giao Yến anh hùng đổi mới văn minh. Thì bỗng một tin buồn vô cùng thương tiếc đến với họ nội, họ ngoại, gia đình Tam Quyến, đảng bộ và nhân dân xã nhà. Đồng chí Nguyễn Đức Nhật sinh ngày 20 tháng 3 năm 1937, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam. Đồng chí vào Đảng ngày 24 tháng 10 năm 1964, chính thức ngày 24 tháng 10 năm 1965. Thời gian vừa qua, đồng chí lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng các y bác sĩ tận tình chạy chữa thuốc thang, song do tuổi cao sức yếu bệnh nặng, đồng chí đã không qua khỏi. Đồng chí đã từ trần vào hồi 11:50 ngày 6 tháng 9 năm 2021, tức ngày 30 tháng 7 năm Tân Sửu. Đồng chí hưởng thọ 80 năm tuổi. Trước nỗi buồn đau thương vô hạn này, chúng tôi đoàn đại biểu gồm các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ban ngành đoàn thể trong xã, đại diện cho các đồng chí bí thư các chi bộ trong toàn Đảng bộ, đại diện cán bộ, đảng viên chi bộ 9 về đây. Trước hết, cho phép đoàn gửi tới gia đình Tam Quyến lời thăm hỏi, lời sẻ chia ân cần sâu sắc nhất. Phần thứ hai, đoàn tổ chức lễ cái viếng, lễ khâm điểm đồng chí theo nghi thức của Đảng bộ. Trước khi vào nghi thức lễ viếng, đề nghị ban nhạc tang trợ lễ. Mở đầu chương trình lễ viếng, trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đoàn Văn Cảnh, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã lên thắp trầm hương kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nên đặt vòng hoa kính viếng. Vòng hoa mang dòng chữ Đảng bộ xã Giao Yến kính viếng, xin trân trọng kính mời.
để ôn lại quá trình sinh ra, lớn lên, phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và xây dựng quê hương. Tiếp theo chương trình, trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, lên đọc tiểu sử đồng chí Nguyễn Đức Nhật. Xin trân trọng kính mời. Đảng Cộng sản Việt Nam, tiểu sử đồng chí Nguyễn Đức Nhật. Kính thưa Ban tổ chức tang lễ, kính thưa các vị đại biểu tân quý khách cùng toàn thể nhân dân vì hiếu như nay giờ này có mặt tại tang gia. Kính thưa họ nội, họ ngoại cùng gia đình tang quyến. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Đức Nhật. Hòa trong khí sôi động của những ngày tháng 9 lịch sử, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực phấn đấu thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc. Thiết thực vừa kỷ niệm 76 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 bằng những việc làm cụ thể trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, cán bộ nhân dân xã nhà đã tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ vụ lúa mùa tháng lợi, đồng thời tổ chức các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, không ngừng xây dựng quê hương Giao Yến Anh Hùng ngày càng đổi mới, giàu đẹp, văn minh. Thì bỗng một tin buồn vô cùng thương tiếc đến với họ nội, họ ngoại, gia đình tang quyến, đảng bộ, nhân dân xã nhà. Đồng chí Nguyễn Đức Nhật, sinh năm 1937, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi đảng, hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, công dân xóm 9 xã Giao Yến. Đồng chí vào đảng ngày 24 tháng 10 năm 1964, chính thức ngày 24 tháng 10 năm 1965. Thời gian vừa qua, đồng chí lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình, các con, các cháu, họ hàng và các thầy thuốc bệnh viện hết lòng chăm sóc và cứu chữa, song do sức yếu, bệnh nặng, đồng chí đã không qua khỏi, đã từ trần hồi 11 giờ 50 phút ngày 6 tháng 9 năm 2021, tức là ngày 30 tháng 7 năm Tân Sửu, đồng chí hưởng thọ 80 năm tuổi. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể gia quyến, đồng chí Nguyễn Đức Nhật sinh ra lớn lên trưởng thành trên quê hương Giao Yến, một miền quê có bề dày truyền thống cách mạng, luôn đi đầu trong công cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thuở nhỏ, được sinh ra dưới chế độ thực dân phong kiến, đồng chí đã chứng kiến bao cảnh cực khổ lầm than của người dân nô lệ. Bản thân đồng chí và gia đình luôn phải bươn trải, tần tảo sớm khuya để vượt qua cảnh đói nghèo, một lòng một dạ hướng về Đảng, về cách mạng. Cách mạng tháng 8 thành công, Đảng đã đem lại cuộc sống mới cho nhân dân. Cuộc sống của gia đình đồng chí cũng được đổi thay từ đây. Đồng chí đã ý thức được trách nhiệm của mình, luôn tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, tích cực tham gia các phong trào đoàn hội tại địa phương. Tháng 3 năm 1959, đồng chí đã tham gia lực lượng thanh niên xung phong phục vụ cho cách mạng. Đến tháng 12 năm 1960, đồng chí hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, xây dựng hạnh phúc gia đình với bà nhà, tiếp tục tham gia công tác, cùng chung tay đóng góp xây dựng quê hương. Từ tháng 2 năm 1961 đến tháng 9 năm 1964, đồng chí làm cán bộ công thương xã kiêm công an xã. Đến tháng 10 năm 1964, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, đồng chí đã tình nguyện xung phong lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đóng quân tại chiến trường miền Bắc. Trong quá trình tham gia chiến đấu, đồng chí không may bị thương, sức khỏe yếu, được đơn vị cho xuất ngũ trở về địa phương hưởng chế độ thương binh. Nhiều năm liền, đồng chí tham gia công tác làm kế hoạch khu 6 Đồng Muối Bạch Năm, tham gia đội trưởng đội sản xuất tại cơ sở. Trải qua gần những năm phục vụ chiến đấu trong quân đội, đồng chí đã có nhiều đóng góp cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 3 và nhiều bằng giấy khen khác. Với đồng chí, cả cuộc đời tần tảo sớm khuya, gắn bó mật thiết với Đảng, với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí vẫn sống cần cù, thủy chung, chan hòa, giản dị, ai cũng kính trọng, yêu thương. Với họ hàng, đoàn hội, đồng chí là một thành viên tích cực. Với xóm, với nàng, đồng chí là một công dân đôn hậu, đảm đang, đã có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Đồng chí thiết tưởng mình sẽ thống thọ trường đến tuổi 70 để cùng với cháu con tận hưởng những sự đổi thay của quê hương, đất nước đang từng ngày đổi mới. Nhưng có ngờ đâu, tạo hóa chuyển đổi xoay vần, 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, đồng chí cũng thanh thản lòng mình về với cõi vinh hằng, với tổ tiên xưa, để giờ đây cháu con họ hàng nội ngoại cùng khu xóm lòng bình ngùi níu niếng tiếc thương. Không phụ công sinh thành dưỡng dục của đồng chí,
các con trai dâu gái rể đã phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực. Có những người con của đồng chí trở thành những người cán bộ đảng viên tiếp bước truyền thống gia đình cách mạng, cùng đóng góp xây dựng quê hương. Chắc giờ này đồng chí cũng yên lòng về nơi chín suối, vì đã hoàn thành trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, nghĩa vụ của người công dân. Nghĩa tử sinh là quy luật tạo hóa ở đời. Thôi, thế là kể từ nay và mãi mãi về sau, đảng bộ mất đi một đảng viên trung kiên mẫu mực, khu xóm họ hàng mãi vắng bóng một người thân, gia đình mất được người thân yêu quý. Hôm nay, trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng tôi, đoàn đại biểu gồm có các đồng chí, thay mặt cho Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ban ngành đoàn thể trong xã, các đồng chí cán bộ, đảng viên, chi bộ 9 về đây, xin trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Nguyễn Đức Nhật lời chia buồn sâu sắc nhất, xin được sẻ chia nỗi mất mát đau thương cùng với tang gia. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi xin thề nguyện đoàn kết một lòng noi theo tấm gương của đồng chí, xây dựng đảng bộ luôn trong sạch vững mạnh, ổn định và phát triển, quyết tâm xây dựng quê hương giao yến anh hùng ngày càng đổi mới, giàu đẹp, văn minh. Vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Đức Nhật. Kính thưa các quý vị đại biểu, đồng chí Nguyễn Đức Nhật, người đảng viên trung kiên mẫu mực. Cả cuộc đời, đồng chí luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước cũng như mọi quy chế của địa phương. Cuộc sống đời thường, đồng chí đã hoàn thành trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nghĩa vụ của một công dân. Giờ đây đồng chí không còn nữa, đồng chí đã đi về với cõi vĩnh hằng, về với tổ tiên xưa. Vĩnh biệt đồng chí, tôi đề nghị các vị đại biểu trong đoàn dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, kính thưa các quý vị đại biểu trong đoàn cùng toàn thể nhân dân, nghi thức khâm niệm đậy nắp quan của đồng chí Nguyễn Đức Nhật đã được nhà chùa và gia đình tổ chức hoàn tất buổi sáng ngày hôm nay. Thay mặt cho đoàn đại biểu, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình tăng quyến và ban nhạc tăng đã giúp đỡ đoàn hoàn thành chương trình lễ kính viếng. Xin trân trọng cảm ơn. Biểu nội tộc trở về để tổ chức tuần tế thành phược. Sau đây xin trọng giới thiệu một vị đại biểu thay mặt cho đoàn đến duy trì chương trình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Đức Nhật, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà có mặt tại phòng tang, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã Giao Yến cùng cán bộ nhân dân xóm 9 xã Giao Yến. Kính thưa các quý vị khách, quý khách gần xa, bà con lối xóm, thưa gia đình nhà hiếu cụ Nguyễn Đức Nhật, sinh năm 1937, cụ là người trai họ của nội tộc chúng tôi. Cụ sinh được 6 người con, 2 trai, 4 gái. Cụ đã trải qua một cuộc sống đời thường, thăng trầm vất vả, lam lũ, một nắng hai sương, nuôi dạy con cháu ăn học, đến lứa tuổi trưởng thành, dựng vợ gả chồng. Đến nay, các con cháu của cụ
đã có một mái ấm gia đình, mọi mặt đều phát triển đầy đủ, gia đình ấm no hạnh phúc. Và cụ luôn luôn có một nhiệt huyết tinh thần, trách nhiệm cao, luôn động viên anh em con cháu đóng góp tiến cúng thiện của cùng với dòng họ để xây dựng các công trình của tổ đường ngày nay được khang trang đẹp đẽ. Cụ đã sống đời kiệm cần liêm chính, tộc họ xóm làng ai cũng nể, nhưng tưởng 100 năm dư hưởng thọ, sớm chiều thong thả bước vân du, nào ngờ lâm bệnh hiểm nghèo, 85 tuổi cụ rút trần phút chốc phôi pha đường bệnh hệ. Cụ đã tạ thế vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 6 tháng 9 năm 2021, tức ngày 30 tháng 7 năm Tân Sửu, cụ hưởng thọ 85 tuổi. Cụ mất đi để lại cho họ nội, họ ngoại, bà con lối xóm và gia đình con cháu nỗi buồn đau thương mất mát lớn lao mà không lấy gì bù đắp được. Giờ này đoàn đại biểu họ nội các ông, các bác, các chú, thím gửi lời hỏi thăm chia sẻ đến với gia đình nhà Hiếu ân cần sâu sắc nhất. Thật đúng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, một chiếc lá lìa cành để hàng cây bâng khuâng vắng bóng. Thưa các quý vị đại biểu, ngạn cữ có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng chúng con kính mẹ thờ cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, để đền đáp công sinh thành dưỡng dục chín chữ cù lao. Cha ơi, quần áo khăn tang con cháu đội trên đầu, 35 tuần tuyết giờ này mà đi, hồn cha có đang phảng phất đâu đây, xin cha thấu hiểu tấm lòng chúng con. Thưa các quý vị đại biểu, đó là nội dung tuần tế thành phật của họ nội. Để tuần tế được long trọng, tôi xin nhờ ban nhạc tang giúp đỡ. Kính mời các quý vị đại biểu an tọa, mời nước và dự lễ, và xin kính mời ban hành tế về vị trí tuần tế thành phật của nội tộc chúng tôi xin được bắt đầu. Yeah.
thờ nữa. Xã hội chủ nghĩa
Pháp năm tự do hạnh phúc tuệ thư tần siêu niên bạt nguyện sở nhất nhất Nam định tình dạo thủy huyền dạo yên xã đàn phương thôn hiếu chủ cổ tư nguyện hai anh nguyện văn nam hồn tự phạm thí miên nguyện thí phương nữ tự nguyện thí nguyệt nguyện thí hoa nguyện thí hồng nguyện thí hà tế tự nguyện tiến quyết phạm văn thanh nguyện văn độc vũ ngọc sơn nam tôn nguyện phúc tuân nguyện phúc hưng nguyện phúc thăng nguyện phúc bao nữ tôn nguyện thí minh nguyện diệu ninh biểu nam tôn nguyện văn kiên phạm văn sơn nguyện đại độc vũ quang đức vũ phúc huy biểu hôn tôn nguyện thí yên biểu nữ tôn nguyện thí trung nguyện thí thủy vũ thí ngọc biểu tế tôn phạm văn tu phạm văn thăng biểu tăng tôn phạm trọng được phạm trọng vũ phạm gia hiếu phạm gia hưng phạm nguyễn huyền nhi phạm gia huy cũng thừa mẫu manh nguyện thí hơi hợp đồng nam nữ tứ tôn hồn tế chữ nhân đăng cần rị phụ tiêu hòa qua nhãn đăng cố xoan chỉ nghi cảm chiếu cáo vụ phục vi tổn ninh nguyễn huy nhất trần ninh than ơ rằng công cha mẹ cũ nào dưng dục nuôi chúng con đức ngang ở trời nuôi chúng con chẳng nó miệng nước
ăn học kháng chẳng kịp mơ người gia đình đang yên vui đầm ấm nào ngờ đâu mây ám ngang ở trời hàng công giàu khéo chiều người mà nay cha đã ra người kiều cây muốn yên gió nơi út ngà con muốn nuôi cha cha ở nào lòng con đau xót như trước linh ưa lễ giặt nở dạo ô tâm khăn nay thiết nế một tuần phát phược khăn áo tang con bước chân cháu con ở nỗi ngoại gần xa về cùng đáp lễ để mà thủ tăng đầy sân u ai hàng cháu chất nghĩa họ hàng đủ mắt nhớ ngày hai bữa cơm thường nhìn cha chẳng thấy đoạn trường quán đâu bây giờ cha bỏ nâng cơm chăn nước nhắm rau đặt bày hồn cha còn phảng phất đâu đây xin cha về hướng qua đây hướng cha cháu con đông đúa giờ đây cùi đầu hai nế để đến con trước ninh tòa tay dâng liễu nhạc ngầm cha.
Thay mặt cho đội tộc xin chân thành cảm ơn ban cả tang đã giúp cho họ đội chúng tôi tuần tế thành phường. Xin chân thành cảm ơn. Diện lớp phòng tan giờ này là đoàn đại biểu nội tộc trở về để tổ chức lễ kinh viếng và tuần tế phúng điện. Sau đây xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu thay mặt cho đoàn lên duy trì chương trình, xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, thưa hương hồn cụ Nguyễn Đức Nhật, kính thưa các vị đại biểu tân quý khách, thưa gia đình tang quyến. Sáng hôm nay nội tộc chúng tôi nhận được tin báo buồn của gia đình cụ Nguyễn Đức Nhật, sinh năm 1937. Cụ là người trai họ của nội tộc chúng tôi. Cụ luôn luôn có một nhiệt huyết tinh thần, trách nhiệm, luôn động viên con cháu đóng góp và tiến cúng tiền của cùng với dòng họ để xây dựng các công trình của tổ đường ngày nay được khang trang đẹp đẽ. Để trả nghĩa cho cụ, đứng trước nhang án tiền là đoàn đại biểu các ông, các bác, các chú thím trong nội tộc về đây. Trước hết cho phép đoàn gửi tới gia đình, anh chị em con cháu lời thăm hỏi chia buồn ân cần sâu sắc nhất. Phần thứ hai, cho phép đoàn vào làm thủ tục lễ kính viếng hương hồn cụ và tuần tế phúng điện để trả nghĩa cho cụ. Mở đầu lễ kính viếng nhờ ban nhạc tang trợ lễ. Và để mở đầu cho chương trình lễ kính viếng, xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho nội tộc lên làm chủ lễ và hai vị đại biểu đại diện cho nội tộc nên dâng hai mâm lễ miếng, một mâm lễ của họ cả và một mâm lễ của phái thân. Xin trân trọng kính mời. Và tiếp theo chương trình lễ kính viếng, xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho nội tộc lên dâng bức chướng kính viếng, bức chướng mang dòng chữ Nguyễn tộc Cảm Hoài. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Thôi, thế là từ nay và mãi mãi về sau, cụ không còn nữa. Để tỏ lòng thương tiếc, tôi đề nghị các ông, các bác, các chú trong họ dành riêng phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, và sau đây xin kính mời các cụ, các ông, các chú trong ban hành tế sẽ trở về vị trí để làm tuần tế phúng điện trả nghĩa cho cụ. Thank you.
công hoa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc tuế thứ tân siêu niên bát nguyên sở nhất nhất Nam đình tình giáo thủy huyền giáo yến xã đàn phương thôn nguyện tập hợp đông tộc đăng cận rị phụ tiêu chỉ nghi cảm chiếu cáo vụ điếu chuyên để thương phục vì tổn ninh nguyện uy nhân chân ninh điếu nghi phước ri hâm nam cận cao than rằng cớ tạo hóa vẫn xoay nã thế cuộc bế dâu dâu bế đối thay nào ở đâu bóng ác xa mây cháu con nàng họ thương thay đau lòng nhớ ông hiền thảo chí công ở ăn trên dưới thủy chung thuần dừng xây nên nếp cửa nhà họ hàng trên dưới đều là mến yêu những mong hưởng thọ trăm năm trăm năm con cháu sớm chiều cô hằng mong chẳng may tạo hóa chung chung ước mong chẳng được này ông vui thỏa cuộc mơ đời hay vui tiên cánh xa nơi cõi trần họ này thương nhớ nàng xóm xa gần nhớ thương gọi là trong hó lệ ở
dâng rượu tiên mình đừng thâu trăng ngàn thu yên giấc rồi vàng mây kinh cần tỏ tường trước sau than ôi. Thay mặt cho nội tộc xin chân thành cảm ơn ban nhà tăng đã giúp cho họ nội chúng tôi tuần tế phúng điện để trả nghĩa cho cụ, xin chân thành cảm ơn. Hiện diện lớp phòng tang đoàn đại biểu họ Nê tại Thái Bình cùng anh em con cháu bá đì đoàn có quan hệ phía cụ vong đoàn dông Phạm Văn Thanh làm trưởng đoàn nhận được tin cụ vong mệnh một năm chung đoàn đại biểu về đây trước hết hoàng tới gia đình tăng quyến lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng mở đầu chương trình lễ kính viếng trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu nên tiến lễ xin trân trọng kính mời. Thank you.
Nối tiếp chương trình, trân trọng giới thiệu một vị đại biểu lên dâng hương kính viếng trước trân trọng, kính mời. Để toàn hợp với thiết cụ, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tể tiểu cho tôn linh cụ vong là đại biểu khu miếu Trung Hòa, đoàn có quan hệ phía cụ vong, đoàn sông Phạm Quốc Dư nằm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết chúc mừng tới gia đình tang quyến cụ bà, lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng, xin trân trọng kính mời. Để tôi nói thuyết cụ, bắt tình cảm của mình, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp phòng tan sở này, đoàn đại biểu liên thông gia, đoàn có quan hệ phía cụ vong, đoàn dông Phạm Đình Phạn nằm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết thoảng gửi tới gia đình tang quyến cụ bà và các con của cụ vong lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng, xin trân trọng kính mời. Để toàn hợp thiết cụ, bắt tình cảm của mình, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp phòng tan sườn là đại biểu công ty Sơn Ca San, đoàn có quan hệ phía ông bà Nam Phượng, đoàn do ông Hoàng Anh Thái nằm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết hoàng gửi tới gia đình tang quyến và ông bà Nam Phượng lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Trong tấm lễ của đoàn có tấm lễ đen, xin trân trọng kính mời. Để tôi nói với thuyết cụ, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
Hiện diện ở phòng tang giờ này là đoàn biểu Hội Tình Nghĩa Thương Binh xã Giao Yến, đoàn có quan hệ phía cụ Vong và ông bà Thanh là con đẻ của cụ Vong, đoàn do Nguyễn Thanh Quế làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ Vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết phòng người tới gia đình tang quyến cụ bà và ông bà Thanh, lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng sư trân trọng, kính mời. Để tỏ lòng với thuyết cụ, bắt tình cảm của mình trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, chương trình đến cái viếng của đoàn An Thành, thay lời cho gia đình tăng quyến xin chân thành cảm ơn đoàn và trân trọng kiếm đoàn tự giải tán để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tế tiểu cho thôn Ninh Cụ Vong là đoàn biểu Hội Sinh vật cảnh xã Giao Yến và cơ sở niên chi hội sinh vật cảnh thôn Đan Phượng, đoàn có quan hệ phía ông bà Đốc, đoàn sông Đặng Xuân Khan nằm trưởng đoàn. Nhận được tin Cụ Vong mạnh một năm chung, đoàn biểu về đây trước hết thuộc ngày tới gia đình tăng quyến và ông bà Đốc, lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng sư trân trọng, kính mời. Để tuần nào thuyết cụ trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tế tiểu cho thân anh cụ Vong là đoàn biểu Hội Quân Ngũ Sư đoàn 304 xã Giao Lâm, đoàn có quan hệ phía ông bà Quyết, đoàn do Phạm Văn Đoán làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ Vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết hoặc người tới gia đình tăng quyến và ông bà Quyết, lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Trong tấm lễ của đoàn có tấm lễ đen, xin trân trọng kính mời. Để tổ năm thuyết cụ trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp phòng tang sở là đại biểu Hội Tình Nghĩa Đảng ủy qua các thời kỳ, đoàn có quan hệ phía ông bà Thanh, đoàn sông Nguyễn Đình Đối nằm trưởng đoàn.
nhận được tin cụ vong Mạnh Một Nam Trung, đoàn đại biểu về đây trước hết cho toàn thể gia đình tăng quyến và ông bà Thanh lời sẻ chia nỗi mất mát đau thương của đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Đời tuần năm thứ cụ, bắt tình cảm của mình trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tề tiểu chất thân anh cụ vong là đại biểu anh chị em và các cháu đoàn có quan hệ phía ông bà Đốc Hồng, đoàn sông Lê Văn Nhường làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong Mạnh Một Nam Trung, đoàn đại biểu về đây trước hết thoảng tới gia đình tăng quyến và ông bà Đốc Hồng lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Để tuần nào thứ cụ trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp phòng tan sờ này đoàn đại biểu họ Phạm ông Thành, đoàn có quan hệ phía ông bà anh Miền, đoàn sông Phạm Văn Thám nằm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong Mạnh Một Nam Trung, đoàn đại biểu về đây trước hết thuộc ngày tới gia đình tăng quyến và ông bà anh Miền lời sẻ chia nỗi mất mát đau thương của đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Để tuần nào thứ cụ bắt tình cảm của mình trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp phòng tan sờ này đoàn đại biểu họ Nguyễn ông Thường xã Bình Long, đoàn có quan hệ phía ông bà Đốc Hồng, đoàn sông Nguyễn Văn Thường nằm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong Mạnh Một Nam Trung, đoàn đại biểu về đây trước hết thuộc là gia đình tăng quyến và ông bà Đốc Hồng lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Để tuần nào thứ cụ trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
Khôi chương trình kích viếng của đoàn Oan Thành thay lời chúa đình tăng quyến xin chân thành cảm ơn đoàn đại diện lớp phòng tan sàn đoàn đại biểu hội đồng niên quân ngũ tháng 9 năm 1982 đoàn có quan hệ với ông bà Thanh Hoa nhận được tin cụ vong hạnh một năm chung đoàn đại biểu về đây trước hết thuộc ngày tới gia đình tăng quyến và ông bà Thanh Hoa lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng mở đầu chương trình lễ kính viếng trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng xin trân trọng kính mời. Để tỏ lòng thưa thích cụ trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm bắt đầu. Thôi chương trình lễ kính viếng của đoàn Oan Thành thay lời cho đình tăng quyến xin chân thành cảm ơn đoàn trân trọng kiếm đoàn tự giải tán để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Hiện diện lớp phòng tan sàn đoàn đại biểu cán bộ nhân dân xóm 13 xã Thọ Yến và các ban ngành đoàn thể trong xóm đoàn có quan hệ phiếu bà Hồng Đốc đoàn do Nguyễn Đức Thuận, xóm trưởng xóm 13 làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết thưa vào đoàn gửi tới gia đình tăng quyến và ông bà Hồng Đốc lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng mở đầu chương trình lễ kính viếng trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng xin trân trọng kính mời. Bắt tình cảm của mình trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện chức nhân tiền giờ này đoàn đại biểu chi ủy chi bộ xóm 9 đoàn có quan hệ phía cụ vong đoàn sông Nguyễn Thành Lưu làm trưởng đoàn nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung đoàn đại biểu về đây trước hết cho phần tới gia đình tăng quyến cụ bà lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng mở đầu chương trình lễ kính viếng trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng trong tấm lễ của đoàn có tấm lễ đen xin trân trọng kính mời. Để tỏ lòng thưa thức cụ, ba tình cảm của mình trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp phòng tan sàn này đoàn đại biểu Nguyễn Tộc Bính Chi đoàn có quan hệ với ông bà Quyết đoàn sông Nguyễn Văn Điện làm trưởng đoàn nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung đoàn đại biểu về đây trước hết bằng tới gia đình tăng quyến và ông bà Quyết lời sẻ chia nỗi mất mát đau thương đoàn tổ chức lễ kính viếng mở đầu chương trình lễ kính viếng trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng xin trân trọng kính mời.
đón lễ cả đoàn các tấm lễ đen tới viếng hồn cụ. Để tuần năm thứ thích cụ, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp hồng tan sân này đoàn đại biểu chú bác anh em đoàn các quan hệ phía ông bà Nam Phượng, đoàn do ông Niêu Công Chủ làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết thưa hoàng tử gia đình tăng quyến và ông bà Nam Phượng lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất, và đoàn tổ chức lễ kinh viếng mở đầu chương trình lễ kinh viếng trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Để tuần nào thứ thức cụ trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp phòng tan sân này đoàn đại biểu họ Vũ thôn Thanh Khiết, đoàn có quan hệ phía ông bà Sơn, đoàn sông Vũ Văn Cường làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết thưa hoàng tới gia đình tăng quyến và ông bà Sơn lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất, và đoàn tổ chức lễ kính viếng mở đầu chương trình lễ kính viếng trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Trong tấm lễ của đoàn có tấm lễ đen, xin trân trọng kính mời. Để tuần nào thứ thích cụ trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Diện lớp phòng tan sân đại biểu hội truyền thống bộ đội đặc công xã Dâu Yến, đoàn có quan hệ phía ông bà anh miền, đoàn sông Niêu Công Ní làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết cho đoàn gửi tới gia đình tăng quyến phóng bà anh miền lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất, và đoàn tổ chức lễ kính viếng mở đầu chương trình lễ kính viếng trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Để tuần nào thế thích cụ bắt tình cảm của mình trân trọng, đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện nơi phòng tang sở này là đại biểu con hương của cụ Vong, đoàn có quan hệ phía cụ Vong, đoàn Sao Bằng Ngọn nằm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ Vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết hoàng gửi tới gia đình tăng quyến và cụ bà lời sẻ chia nỗi mất mát đau thương của đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Trong tấm lễ của đoàn có tấm lễ đen, xin trân trọng kính mời. Hiện diện lớp phòng tang sở này là đoàn đại biểu ngành giáo dục xã Giao Yến, đoàn có quan hệ phía ông bà Nam Phượng, đoàn do thầy giáo Trần Thanh Chức, chủ tịch hội cựu giáo chức xã làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ Vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết phòng gửi tới gia đình tăng quyến và ông bà Nam Phượng lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng, xin trân trọng kính mời. Để tuần nào thứ thích cụ trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi chương trình lễ kính viếng của đoàn An Thành thay lời cho gia đình tăng quyến xin chân thành cảm ơn đoàn và trân trọng kính mời đoàn tự giải tán để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Hiện diện lớp phòng tang sở này là đại biểu hội đồng sư phạm trường trung học cơ sở Giao Yến, đoàn có quan hệ phía ông bà Nam Phượng, đoàn sông thầy Lê Văn Trương hiệu trưởng nhà trường nằm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ Vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết phòng gửi tới gia đình tăng quyến phóng bà Nam Phượng lời sẻ chia nỗi mất mát đau thương của đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng, xin trân trọng kính mời. Để tuần nào thứ thích cụ bắt tình cảm của mình trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi chương trình lễ kính viếng của đoàn An Thành
Hiện diện lớp phòng tang giờ này là biểu chi bộ trường trung học cơ sở xã Tô Yến, đoàn có quan hệ với ông bà Nam Phượng, đoàn do thầy Nguyễn Đức Duy, phó bí thư chi bộ làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết thoảng tới gia đình tang quyến ông bà Nam Phượng, lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất, và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Trong tấm lễ của đoàn có tấm lễ đen, xin trân trọng kính mời. Để toàn lòng thưa thiết cụ, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Diện lớp phòng tang dần là đại biểu Hội cựu thanh niên xung phong xã Giao Yến, đoàn có quan hệ phía cụ vong, đoàn sông Phạm Thế Hùng làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu về đây trước hết thoảng tới gia đình tang quyến, cụ bà và các con của cụ vong, lời sẻ chia nỗi mất mát đau thương của đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Trong tấm lễ của đoàn có tấm lễ đen, xin trân trọng kính mời. Để toàn nằm thứ cụ chất trọng, đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tề tiệu chất thân anh cụ vong, giờ này là đoàn đại biểu họ Nguyễn ông Tô, đoàn có quan hệ phía cụ vong, đoàn sông Nguyễn Văn Tô làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong mạnh một năm chung, đoàn đại biểu họ Nguyễn ông Tô về đây trước hết vòng người tới gia đình tang quyến cụ bà, lời sẻ chia nỗi mất mát đau thương của đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Trong tấm lễ của đoàn có tấm lễ đen, xin trân trọng kính mời. Để toàn lòng thưa thiết cụ, trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi chứ. Tề tiệu chức thân anh cụ vong là đại biểu họ Phạm ông Ưng và chi phái thân, đoàn có quan hệ phía ông bà Thanh Hoa, đoàn sông Phạm Văn Ưng làm trưởng đoàn.
Nhận được tin cụ vong Mạnh Một Nam Trung, đoàn đại biểu về đây trước hết cho người tới gia đình tang quyến và ông bà Thanh Hoa lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Để thuần lòng thứ thức cụ, bắt tình cảm của mình trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, trên diện trước nhãn tiền giờ này đoàn đại biểu hai cháu Lợi Tị, xã Giao Tiến, đoàn có quan hệ phía cụ vong và gia đình tang quyến, đoàn sông Nguyễn Văn Lợi làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong Mạnh Một Nam Trung, đoàn đại biểu về đây trước hết cho vòng tới gia đình tang quyến cụ bà nơi sẻ chia nỗi mất mát đau thương một lần tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Để toàn lòng thiết cụ trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hiện diện lớp phòng tang giờ này là đại biểu Hội đồng học lớp 12C khóa 1994-1997, đoàn có quan hệ phía ông bà Nam Phượng, đoàn do ông Phạm Văn Mạnh làm trưởng đoàn. Nhận được tin cụ vong Mạnh Một Nam Trung, đoàn đại biểu về đây trước hết phòng người tới gia đình tang quyến phía ông bà Nam Phượng lời thăm hỏi chia buồn ân tình sâu sắc nhất và đoàn tổ chức lễ kính viếng. Mở đầu chương trình lễ kính viếng, trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu đồng dâng hương và dâng lễ kính viếng. Trong tấm lễ của đoàn có tấm lễ đen, xin trân trọng kính mời. Để toàn lòng thương thức cụ trân trọng đề nghị các quý vị dành riêng một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.